Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái lô bông trang màu tím sen, một cốt. Mình bán với giá là 120.000 đồng một cây. Hoàn toàn là thân một cốt nha các bạn. Đây. Và mấy em này đang ra nụ. Cái tược đang ra nụ nè các bạn. Cái lô cây bông trang màu tím sen một cốt giá 120.000 đồng một cây này của mình đó, thì mình còn khoảng chừng 20 cây, cho nên mình sẽ bán sổ cho hết để gầy những cái cây nhỏ lớn lên. Đây. Rồi mình đang gầy mấy cái cây nhỏ phía bên đây. Và cái lô cây lớn này thì mình sẽ bán ra. Các bạn nhìn cái thân là bằng cả ngón tay cái rồi các bạn. Do mình chưa có tỉa mấy cái cành á, cho nên mấy cái ông này ông còn lùm, nhưng mà thật ra cái thân ở trong một cốt nè. Thấy thường có bông búp hết rồi mấy bạn ơi. Để búp xem cái cây này, cái cốt của cái cây, thì mình xoay qua đây sẽ thấy rõ cỏ. Cái cốt ở trong bông búp cây này cao khoảng, tính từ cái mặt chậu đo lên, 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang tay, 4 gang tay nha các bạn. Cây phía bên này thân một cốt thẳng đứng, tại do cái cây mình để miếng gạch ở dưới này nó nghiêng. Các bạn thấy cái thân ỉa, mình xéo một bên cái bông màu tím sen. Cái hàng phía trong này để khuất trong này. Đây, còn đây là tiếp tục mấy anh này sẽ to hơn một xíu, mình sẽ bán 150.000 đồng một cây. Cây này gốc khá là to nha các bạn. Đây, cái gốc của nó lớn hơn ngón tay cái nha các bạn. Cái thân mình đo lên cho các bạn xem nha. Từ cái mặt của chậu 1, 2, 3, 4, hơn 4 gang tay. Rồi, cây phía bên đây cũng vậy, 150.000 đồng một cây. Cái gốc to hơn ngón tay cái và cao cũng khoảng tầm 4 gang tay hơn. Phía trên có búp. Tất cả những cây một cốt này đều là màu tím sen. Kế bên phía ngoài này thì 120. Bằng
cái hàng phía ngoài đó nha các bạn. Đây, góc này cũng ngón tay cái đây. Có bông búp búp hết rồi. Lá non, trời non gan. Cái thân này thì cái tán của nó xòe. Cái này thì không phải một cốt mọi người ơi. Phía bên đây thì một cốt. Bây giờ mình không có làm dấu số. Đáng lý ra đó là mình like những cái bông như thế này là mình phải đánh số từng cây để cho các bạn dễ lựa chọn, nhưng mình không có đánh số đó, cho nên ai bạn nào chọn cây nào thì chụp màn hình giúp mình rồi gửi qua Zalo giúp mình theo số điện thoại bên trên mình để trên tiêu đề. Coi cây này thì cái thân ở dưới gốc này nó cái chảng hai ở đây chứ không phải một cốt. Thì cây này nếu bán ra thì rẻ như các bạn, 50.000 đồng, tại vì cái thân thì cũng không phải là xấu, tại nó chưa có lên cốt á, nó chưa có cao lên cốt. Mình dưỡng cái tàn tán tròn nó thì nó vẫn đẹp đó. Mình đã giới thiệu từng cây. Các bạn nhìn cái hàng cậy màu tím sen một cốt nha. Rồi mình lui lại để xem cái hàng một cốt này. Tiếp theo bên đây là hai cái cây màu tím sen một cốt. Cái tán rất là đẹp. Cây này thì giá là 120.000 đồng nha các bạn. Đây, búp. Búp của mấy ảnh. Giờ mình xích cái cây này qua đây một xíu để mình quay cái cây phía trong này. Đây, cây phía trong này thì đang lên bông. Thân một cốt lên bông. Có cái chảng chỗ này, cái nhánh nhỏ à. Các bạn về các bạn tỉa, hoặc là hồi nữa mình tỉa ngay cái nhánh nhỏ này thì nó thấy một cốt. Ở đây nó có cái tàn, cái nhánh nó đâm ra. Mình chịu khó mình tỉa một xíu thì nó ra. Nhìn cái thân nó thoát lên cao hơn một cốt. Mình quay bên đây nó ngược nắng, cái gì hơi chán. Đây, bông. Các bạn xem bông. Rồi, để mình qua phía bên kia mình quay cái cây bự phía chỗ đó. Đó, cây cao cao bự gốc đó đó. Đây, mình đã qua cái gốc bên đây để quay cái cây gốc bự này. Gốc này khá là bự nha các bạn. Gốc này là lúc trước mình trồng ở dưới đất và mình bứng lên chậu. Trồng ở dưới đất một thời gian rất là tốt. Mình bứng lên chậu thì nó hơi mới ban đầu bứng cho nên nó hơi khô khô mấy nhánh này. Bây giờ bắt đầu mình dưỡng lại. Mà cái gốc nó rất là bự, rất là to. Nhìn từ trên xuống à, bên đây mình có một cái gốc nhỏ nè các bạn. Cái gốc này nó thấp thôi chứ cái gốc thì vẫn bằng ngón tay cái. Và mình bán cái giá cái gốc này thì 90 thôi các bạn ơi, tại vì thấp. Anh cũng đang lên bông. À, cái này là màu hồng phấn nha các bạn. Mình tưởng nó màu tím sen cho nên mình like chung cái video này. Nhưng mà nó màu hồng phấn. Cái dáng rất là đẹp luôn. Để gốc này cho mấy bạn xem cái bông nè. Cái bông màu hồng phấn.
dáng cực kỳ đẹp luôn, cái hình cái tháp cũng được. Hay là mình uống hình cái tùng đây, hai gốc màu tím sen này mình cũng bán với giá là 120.000 đồng một cây. Xoay một vòng cái bông, mình nhìn cái thân rất là ok luôn, gốc lớn hơn ngón tay cái. Buổi chiều ngược nắng về hướng đó chiếu lại cho nên cái màu, chất lượng màu nó hơi bị nhòe. Gốc kế bên đây cũng 120.000 đồng một cây. Cái thân một cốt nha các bạn. Do mình chưa tỉa cành đó, thì sẽ thấy nó thoát thân lên. Cây này đang ra từ đọt non, lá xanh tươi, đang ra đọt non so với cây ở bên phải này. Mấy đọt bên này già. Đây, cái tháp cao lên. Hàng này của mình là mình bao thân một cốt màu tím sen. Màu hồng phấn thì mình có cái lô cây thấp thấp hơn, nhưng mà cái ngón nó cũng bằng ngón tay cái. Rồi, mình vừa quay sơ lược các cây bông trang màu tím sen một cốt, giới thiệu đến cho các bạn xem. Bạn nào chọn mua cây bông trang màu tím sen một cốt, thân cao từ 4 đến 5 gang tay, là cỡ 6-7 tấc, với giá là từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng một cây, thì hãy comment bên dưới giúp mình, mình sẽ liên lạc lại để tư vấn cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.